canh nó kho rồi xào nữa. Nấu được hết luôn ha. Dạ. Biết nấu lâu chưa? Lâu rồi, lúc 9-10 tuổi là tập cho nó làm ăn rồi. Ít cũng đi về. Có khi nào mà bỏ qua đêm không? Không. Không dám đúng không? Không dám đâu, con mình con gái nữa. À, chị đến cứ đến, thì cho cái tụi nhỏ nó tìm hiểu với nhau. Nếu mà nó hợp thì mình tiến tới đám cưới, còn nó không hợp thì mình nghĩ như chị em bạn bè thôi. À, quay trở lại đây, trong những ngày như thế này, vì thời gian sắp tới á, cũng như là gia đình của chị Phượng sẽ đón một đoàn khách đến từ thành phố Cà Mau. Và cũng nhân tiện này, những lần trước á, thì Bùi Hồ có chia sẻ về hoàn cảnh cuộc sống gia đình của chị Phượng. Tuy nhiên thì chưa có quay về những cái căn phòng trọ mà cả ba mẹ con đang sinh sống. Thì vừa chia sẻ về cuộc sống của căn phòng trọ, cũng như là thông báo một cái tin vui, đoàn khách từ thành phố Cà Mau đến thăm gia đình của em Nhi. Và tin vui đó là tin gì thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào bên trong ha. Thì chắc có lẽ là đây là lần, có nghĩa là tới gia đình của mình nhưng mà chưa có dịp tham quan cái căn trọ của mình. Dạ. Thì chắc có lẽ là sẽ cho tụi em tham quan cái phòng trọ của mình đi. Dạ. Cái phòng trọ của mình là mướn bao nhiêu một tháng? 300.000 tháng mà nên nó dột chứ. 300.000 tháng hả? Nó dột ngay cái tường đó, nó chảy xuống ngay cục điện luôn á. À. Ngoài trước cũng dột che đó, trong đó lủng lỗ nó cũng chảy đầy trong buồng trơn à. Cho nên trong buồng để đồ không. Dạ. Để đồ đạc chấm. Vô đi. Rồi. Rồi ăn ngủ, chỗ ăn ngủ sao? Ăn ngủ ba mẹ con ngủ lủng đó, ngủ ngoài đó luôn đó. Ngủ ngoài trước luôn hả? Ngủ chỗ đó đó chứ không có ngủ đâu được trơn. Còn cái phòng này? Phòng này để đồ, tại vì cái ở dưới này một lần có lót cái ấy móc móc trắng nó lên đó, thì không có dám ngủ, ngủ bệnh chết luôn. Đâu. Cho nên chỉ để đồ thôi đúng không? Để đồ không mà không có ngủ trong đây được, là quần áo mùng chiếu dù đem dục vô đây nè, vậy đó. Ừ. Ừ, chứ không có ở. Còn ngoài sau này thì nó tét hết trơn à. Nó dột hết trơn à. Nó vậy đó. Người ta cho mướn 300 mình thuê không thuê thôi. Thì không có chỗ ở phải thuê. Bên đây là để cái gì, lũ khủ đây à, chị Phương? Đây là bao không à. Bao để đựng ba cái đồ mũ á, mà tại bển miếng đất người ta không dám để nhiều. Để nhiều sợ người ta vô chủ người ta la. Còn bên đây là nấu ăn nấu uống cái này. Nấu ăn là chỗ đó không có dột đó, mới nấu cái chỗ đó cũng chịu nhiều nữa đó. Nó dài ra là tét hết trơn luôn. À, cái này có khi nào mưa mà nó giông gió nhiều. Giông bắt đầu nó vỗ lên thấy ghê lắm. Bữa đó mới thấy vậy, lấy cây với mấy bánh xe dục lên dằn lên đỡ. Ừ. Nó vỗ tét ra trơn. Này chỉ mấy cái bao không mà để đựng đồ mũ dục thí quanh đây đỡ. Ai nấu ăn? Hai đứa nó, hai chị em nó làm. Hai chị em làm hả? Nhi nấu được hết không? Hết tất cả các món không? Nấu, hai chị em làm đồ ăn canh bọng khoai đồ khô đồ. Chưa, sáng giờ mới đi chợ về rồi chưa có làm. Em nấu được món gì mà Nhi? Canh nó kho đồ xào nữa. Nấu được hết luôn ha. Dạ. Biết nấu lâu chưa? Lâu rồi, lúc 9-10 tuổi là tập cho nó làm ăn rồi. Hai chị em. Biết nấu mì gói không? Vậy là biết nấu hết luôn đúng không? À. À, canh à. Xào vậy là nấu được hết luôn. Nó ngày biết nấu từ năm nhiêu tuổi? Dưới này nó té hết trơn, giờ mình rồi. Dừng tôn lợi nè, mua tôn cũ. Gần rồi. Ồ, giỏi quá ta. Có bao giờ mình ước mơ mình được căn nhà không? Có. Có hả? Dạ. Có nhà đi về chứ không có tiền trả anh ta, người ta đuổi đi lại. Mệt. Dọn mình con gái mình quá. Thấy mình dọn và thấy nhà cửa thì nó mỗi lại... lần dọn đồ mệt đuối chứ. Hôm nay là mình ăn cơm gì? Mua mình mua đồ ăn rồi nè đúng không? Mua rồi. Vô nhúc mua tính nấu canh chua. À. Ba cá rô. Mỗi ngày ăn nhiêu tiền chị? À, ba cá rô nãy 15.000 với bó vô nhúc này 8.000 hai mấy ngàn. Hai mấy ngàn đâu? Với hai bó bông súng có 2.000 nữa. Đâu? Hai bó bông súng đâu? Hai bó bông súng 2.000 bạc, bó có 1.000 đồng nè. Bó 1.000 hả? Bó 1.000 à. Ta ngàn, nói có nhà người ta, ta bán rẻ cho ăn á, ta thấy khổ người ta bán rẻ cho ăn. Xin đồ chai gì nữa đó hả? Đâu có bọc bánh canh tương con nhỏ này mua sáng ăn với mấy ngàn ớt rồi mẹ con có nhiêu đó. Sáng có nhiêu đó là ăn tới sáng tới chiều luôn. Nè. Rồi có bao giờ mình nghĩ là mình sẽ trở về Hồng Ngự không? Chứ không đâu, về Hồng Ngự đâu có nhà đâu ở.
Thật ra thì phải có chỗ đồ nương đỡ ở, em mút nó thương mình cũng đỡ. Nó đóng cửa lỡ trơn nó đâu cho gì. Cho nên từ chỗ đó thôi, ở đây mình mặn có nhiều sống nhiều, để cho con ấy từ từ mình tính nữa. Ba mẹ con là cứ đùm bọc với nhau đi hết đầu này đến đầu kia? Đi đầu kia, đi từ mười mấy năm nay đi suốt mùi á. Đi đầu này chúng đuổi thì dọn đi lên nhà kia người ta không lên giá cao nữa thì đi kiếm đầu nọ. Cứ đi năm này suốt năm kia. Cái căn trọ này chị thuê bao lâu rồi? Một năm mấy rồi đó. Vậy hả? Ừ. Mỗi tháng vậy là... Tháng 300, mà nói ngay người ta kêu đóng một năm 3 triệu. Rồi người ta chế nhưng mà cái thấy tét quá, không có muốn thuê nữa. Nhưng ngoài sau này cống nước nó không có đường thoát được. Ừ. Nó dơ dữ lắm. Mưa lên chừng nửa tiếng là nước nó tràn vô đây rồi. Rất là dơ. Cho nên tính tháng 6 người ta bên kia dù giờ qua kia là ở bên cũng ngang đó tháng. Chưa biết nữa, người ta nói 500 tháng đó thì người ta cắt lắp giáp cho mình thôi. Mà bên đây nó tét hết trơn nè. Mấy chỗ này toàn là mua toàn nhà gia dựng dựng lại chứ. Ở đây chó bọng đồ nó chui vô, nó quậy quá trời. Dừng dài ra làm sao đó. Em hỏi thiệt là chị đi đi mua phế liệu là từ mấy giờ đến mấy giờ? 7 giờ sáng là đi vòng vòng khuôn cư này một chút. Không có đồ thì đẩy từ ấp 6 bên kia, có khi lên tới Bình Tấn. Giờ Bình Tấn không có cái đẩy về tới ngã tư, bọc về đường có bứa về đây là có khi 6 giờ tối. Là chỉ có mình chị đi thôi? Nhi có mình một à, Nhi không được, tại vì nó đi da nắng hơn là nó xỉu. Vậy hả? Ừ, nó có tạc bệnh là nó đi da nắng hơn là nó xỉu. Ở trường đó đi học tới giờ. Cho nên là thấy thôi đi một mình. Có muốn bao giờ muốn đi mua cùng mẹ không? Hồi lúc chở thì có đẩy tiếp mẹ. Có lúc nào mà đẩy chiều về thì mệt quá cái kêu con qua tiếp. Xỉu ít thôi nên cũng đi với mẹ, sau đó cái triệu chứng nó nặng hơn cái mẹ xỉu hơn bình thường nha. Còn My có đòi đi với chị không? Con My nó điên hơn, nó mệt. Nó không có xỉu mà nó mệt. Thấy vậy nó thôi hai chị em nhà cơm nước đi. Rồi mẹ có về thì mẹ ăn. Rồi mẹ đi mua một chút, mẹ về ăn cơm xong đẩy đi mua. Đẩy dài dài. Có khi nào mà chị đi gì kia ở nhà lo cho hai đứa con gái không? Tại đang tuổi lớn rồi. Cũng lo chứ, nhưng mà đi trong ngày mình về. Với nhờ chị ở sớm đây nè, chị em cô bác coi giùm. Rồi đầu mình đi tranh thủ đi về lẹ với con chứ đâu có bỏ. Trong ngày đi về liền. Có nhiều ít gì cũng về hết trơn. Phải ngày về trong ngày? Trong ngày. Nhiều ít cũng đi về. Có khi nào mà bỏ qua đêm không? Không. Không dám đúng không? Không dám đâu. Con mình con gái nữa. Đi xa rồi con gái của mình có... thấy nó có sự nguy hiểm không? Đi thì đi xa thì ít lắm, đi đâu thì muốn đi xa đâu thì dẫn hai đứa con đi theo. Còn ở nhà là ở với con, còn đi đâu giây lát hoặc chiều là điện hỏi thăm con ở nhà, đóng cửa đàng hoàng. Có ai lạ kêu đừng nên mở cửa, là tranh thủ trong ngày mẹ về. Nó sợ nguy hiểm con mình thôi. Rồi cho nên đi mua đồ ngủ là nhà cơm nước, đồ ăn rồi là đi. Đi tranh thủ tới chiều 5-6 giờ cũng phải tới nhà. Thường ngày là hai chị em ở nhà giặt đồ hả? Đồ cơm nước gì chị em nó lo chứ. Trung Huy là không có làm việc đó. Chỉ có ngồi đồ mũ à. Cực riêng ra ngoài thôi. Đi ngoài nắng hay lé đi không? Nên ở nhà hai chị em là rảnh thì vẽ hoặc là nấu cơm. Nấu cơm, giờ trưa thì chị em nó rảnh thì chị em nó ghi. Làm vậy làm. Học gì Nhi? Học gì? Nhiều lắm, học vẽ rồi. Học gì? Edit video, chỉnh sửa video này nọ. Học rồi. Tới đi học. Dạ học. Lâu lắm rồi, học cũng gần 10 năm nay. Học bằng gì? Lúc có điện thoại thì học điện thoại, có TV thì học TV. Điện thoại xài thời gian hư. Vậy là sử dụng cũng nhiều nên nó hư. Dạ hư, cũng lâu lắm rồi, nói chung là cũng 3-4 năm nay. Bây giờ còn điện thoại không? Không, 3-4 năm nay. Hư rồi, cái đem sửa cái người ta lấy rồi mất tất này không biết. Bây giờ mấy mẹ con là chỉ có một cái điện thoại thôi. Còn cái đó đó. Đâu, cái nào đâu? Cái cùi bắp á, bỏ ngoài trước á. Không, cái Samsung kia thì mua đồ mũ đó là đâu có Zalo, da bọng gì đâu. Không có sim, có bọng gì luôn. Để cho con Út nó coi bao quạt quại, làm gì làm với nó coi, vẽ tranh với gì làm. Đâu có đâu. Con cái cùi bắp một à. Nói chung là cũng giỏi quá ha. Thôi bây giờ mình ra ngoài trước đi. Dạ. Nói chung ngày ăn có hai mấy ngàn thôi. Dạ.
qua mua ba con cá rô hết nhiêu tiền? Ba con cá rô 15 ngàn, cá nhỏ nhỏ mà. Ba con nhỏ mà nó sặn rồi đó. Dạ. Đi ăn trước nữa con. Rồi bây giờ bữa nay mình chỗ này ngồi chỗ này nó mát hơn trong nhà. Nó mát. Trưa là mẹ con trốn. Khoảng chừng gần 1 giờ mẹ con trốn tới 5, 6 giờ chiều mới về. Nó dội vô chịu không nổi. Bây giờ này mà nó hầm cỡ này. Mấy con nó thấp. À, bây giờ nè, đây mùi mấy mũ che nè, ở ngoài đây dột hết luôn á. À, bây giờ thì gọi là chia sẻ với chị lần thứ hai. Nhưng mà để chia sẻ đoạn clip này lên trên mạng á thì nói cho cô bác với anh chị biết luôn để cho có tin mình. Có một gia đình của chị kia ở Cà Mau, chị có hai người con trai. Thì con trai lớn thì cũng bị lúc nhỏ bị bệnh về về não hay sao, bị liệt bên đây nhưng mà đi đứng bình thường. Rồi sau đó chị đó nhiều lần cứu chữa. Thì cái tay bên đây thì nó hoạt động nó không có như những người bình thường khác. Và gia đình thì ngay tại thành phố Cà Mau có xem được đoạn clip của em và có ngỏ ý muốn cho Nhi với lại bạn đó tìm hiểu. Và tại vì mỗi một bạn thì có một cái khiếm khuyết trên cơ thể khác nhau. Nhưng mà những cái khiếm khuyết này á là xuất phát từ những cái căn bệnh từ nhỏ rất nhỏ rồi. Và muốn cùng với Nhi sẽ đồng hành trong cái khoảng thời gian còn lại. Có ngỏ lời với em cũng có đến nhà chị đó rồi. Và em cũng đã có thông báo với chị về cái việc là muốn đến gia đình của mình để mà cho hai bạn có thể gặp nhau nè. Muốn đến gia đình của mình để biết được cái cuộc sống thực tại của mình. Và người ta chấp nhận hết tất cả những cái cuộc sống của mình hiện tại, không có phân biệt nào là môn đăng hộ đối hay như thế nào cả. Thì chị có cho đồng ý cho người ta đến để mà tìm hiểu chưa? Thì tôi vừa đó cũng có nói là chị đến cứ đến, thì cho cái tụi nhỏ nó tìm hiểu với nhau. Nếu mà nó hợp thì mình tiến tới đám cưới, còn nó không hợp thì mình nghĩ như chị em bạn bè thôi. Cái chuyện của tụi nhỏ thì cho tụi nhỏ nó biết với nhau, chứ còn tôi làm mẹ thì tôi cũng không ép, mà tôi cũng không có ấy nữa. Cũng con tùy con, duyên nợ nó đến đâu thì tự hay đó. Thì nó tìm hiểu, nó thương nhau thì đến với nhau làm đám cưới, còn nếu không thương thì hai chị em mình nghĩ như chị em với bạn bè đi. Có nghĩa là sẽ cho lên đây gặp để mà tìm hiểu trước. Rồi. Và cái ngày tìm hiểu đó thì bùi hộ các anh em cũng không có công bố lên cho cô bác quý anh chị. Nhưng mà nếu như tiến tới hôn nhân được thì đó là một điều tốt. Còn không ấy thì cũng là những người bạn thân thiết. Những người bạn ở Cà Mau đi lên đây cũng xa lắm á. Xa lắm. Dạ. Và tâm trạng của Nhi được báo tin như vậy thì tâm trạng của Nhi sao Nhi? Giờ này như thế nào? Cũng bình thường. Tại vì chưa có gặp đúng không? Dạ. Chưa có gặp được người đó. Mà lại không, chị kia thì nói là muốn tìm hiểu qua Zalo. Nhưng mà máy điện thoại đâu có đâu. Đâu có điện thoại đâu, Zalo. Đâu có biết đâu. Nhưng mà cái tâm trạng em có sẵn sàng cho em có thể nói ra cái suy nghĩ của mình? Cũng không sợ, lúc nào cũng bình thường thôi. Vậy hả? Có bỡ ngỡ gì không? Có bỡ ngỡ khi có người đến mà để... Không bao giờ luôn. Cái cảm giác của mình mà ngày xưa mình cũng có những người mà thầm thương trách qua mạng này kia. Rồi sau đó thời gian đó thì người kia lại bỏ ra đi, không có nói gì hết. Thì lúc đó mình cảm thấy mình hụt hẫng chứ không? Có chứ, lúc đó thì thương thiệt thì tất nhiên là buồn rồi. Không thương thì đâu có gì đâu. Biết đâu cái duyên mình đến đây mình sẽ gặp được cái anh trai này, sẽ cái duyên của mình đến. Cái duyên thì nhờ, còn có nợ thì cứ không có thì thôi, chứ biết sao vậy. Thì cứ cho mọi ba mẹ của bạn đó với bạn đó lên gặp để mà tìm hiểu đi. Dạ. Yeah. Nghịch anh chị đó biết em nhưng mà em chưa biết anh chị đó là ai hết á. Nhưng mà chắc có lẽ là tụi em cũng sẽ chia sẻ những cái đoạn clip để mình lên tìm hiểu, nếu được thì tụi em sẽ đăng lên, còn không được thì thôi. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Dạ. Thì bình thường thôi, có gì thì cứ đăng. Nhưng mà cũng như cho tới thì đến ngày nào cứ có gì cho số điện thoại chỉ, con nó đồng ý thì điện với nhau.
Nhưng mà ba mẹ con có cái điện thoại cùi bắp thì sao liên hệ? Con điện thoại cùi bắp à, đâu liên hệ được, thì đi liên hệ cái số điện thoại đó thôi à. Có số đó đó. Dạ. Đâu có nào đâu. Mi, hôm nay có gì kể nghe ơi. Có gì đâu kể. Mọi người nói con là mạnh mẽ lắm mà lại có năng khiếu nữa. Nếu như mà có ai đầu tư cho con là con sẽ thành một nhân tài. Năm nay 16 tuổi hả? 17? 17 tuổi hả? Dạ. Mà con lại có cái tính của con là tính dứt khoát. Tính con nóng lắm. Nóng sao? Nóng tính. Nóng sao? Kiểu như là nói nhiều con cũng không thích, mà làm sờ lơ con cũng không thích luôn. Sờ lơ là sao? Làm cà rề á. Dứt khoát. À. Có cái vật đàng hoàng chỉnh chu á. Là con cũng không có thích. Nhưng mà hai chị em khá là khó tính. Hai chị em chỉ lộn hoài. Nhưng mà vậy nói như là chú Bùi Hồ nãy giờ là có thích không? Nói dạ. Nhiều. Nó vui thì thích chứ mà nói sảng thương. Là con cấu đó kiểu nổ quá. Thích là sao cấu sao ví dụ nó nói như chuyện mấy người kia nói nhảm nó tào lao rồi nó không có thích là bỏ đi. Dạ. À. Lời gần nó con làm con thích người khác chọc con đó. À. Con cũng thích chọc ái chứ hết. Thấy con chị ít đi chơi nó từ nhỏ tới lớn lận. Từ nhỏ tới lớn cả hai chị em nó luôn là không đi chơi, ngày mùng 1 Tết cũng ở nhà luôn. Ngày mùng 1, mùng 2 người ta đi chơi, cho tiền con, năn nỉ con đi lỡ quán uống nước, uống xong chai nước về nhà ngồi tiếp. Chứ không bước chân đi đâu chứ. Nói ra ngoài toàn con thấy mấy cái người nói chuyện khơ khơ con không thích. À rồi về nhà là ở nhà suốt rồi. Từ nhỏ lớn hai chị em nó gì không? Ít có đi chơi với ai, bạn bè rồi nhiều. Với nữa cái mặt nó gì nó cũng tự ti nữa. Nó không có dám đi tiếp xúc nhiều. À, chắc có lẽ là em thông báo cho mình hai tin vui như vậy. Yeah. Một tin vui và một tin mình để mình có sự chuẩn bị. Dạ. Vài ngày tới thì các anh chị cũng như là bạn đó ở Cà Mau lên. Yeah. Đoạn đường cũng khá là xa. Thì chị chắc có lẽ là chị và bé Nhi với bé Mi sẽ nhín một chút thời gian. Để mà mình sẽ tiếp khách. Cũng như là để cho hai bạn có thể tìm hiểu với nhau. Thì em không phải là làm ông Mai hay là như thế nào. Nhưng mà mọi người có thể là có nói được với nhau thì nó san sẻ sự yêu thương với nhau thì nó sẽ tốt hơn ha chị ha. Rồi bây giờ thì sao chị muốn nói gì? Cho tôi gỡ lờ mấy đứa em tôi. Nhưng mà nói như thế này thì cái chuyện cá nhân nó không cần... phải là tại vì tôi không có nói gì khác. Tôi nói là cho tôi gỡ vài lời là những đứa em của tôi á, là nếu mà coi được cái clip này á thì chuyện của tụi em cứ mằn mà tụi em sống, còn chuyện của chị thì chị khổ thì chị sinh, chứ chị không có xin tụi tiền tụi em thì tụi em đừng có nói gì nhiều chứ chị xin bao nhiêu thôi. Có nghĩa là lên YouTube đó đúng không, là chị nhờ tụi em quay để mà lên YouTube nên nói giùm thì gia đình phàn nàn đúng không, là phàn nàn là nói chung quy ra tôi nói thẳng là gia đình tôi anh em tôi dắt là giàu. Nó thẳng một câu. Nhưng tôi chẳng có nhờ được ai hết trơn. Anh em ruột hay sao? Tôi mới nhờ cộng đồng mạng giúp tôi thôi. Đến nỗi mà tôi khổ con tôi nằm bệnh viện chớ ai mà điện hơi thăm một tiếng. Mà chù con tôi chết. Bữa đó thấy nó còn điện nó chửi tôi. Cho nên tôi chỉ gỡ gắm là tụi em việc của tụi em cứ mằng, còn chuyện của chị không cần ai xí vô. Chị sống chị tự biết. Ừ. Chỉ bao nhiêu thôi. Ủa sao em lại khóc? Tại vì dòng họ cũng không có thích em. Cả đến nỗi hồi xưa tôi nói thẳng ra, con tôi đẻ ra không nhờ một đứa em nữa trơn. Nó đuổi lên nó đuổi xuống. Ăn đầy tháng thôi nôi con ta thì nó nói đi dây chuyền nhẫn dây tay. Còn con mình một bộ đồ cũng không có. Chị từ có đó giờ tôi sống chi bằng thái tay trắng tự tạo nuôi con không nhờ anh em nào hết. Chị có chia sẻ như thế này, chị có sợ đụng chạm anh em không? Không, tôi không sợ đâu. Tại vì bữa đó nó đã có điện tôi rồi, tôi nói thẳng rồi. Tôi không sợ, từ xưa giờ tôi chưa nhờ được bất cứ cái gì của em tôi. Chị tự bằng tay tôi bằng tôi nuôi con tôi không. Chưa có nhờ được anh em nào mà tôi chỉ nhắn gỡ là anh em Út. Cái việc của em mằng cứ mằng. Còn chuyện của chị làm từ trong lòng chị biết. Không cần tụi em mà giúp chị hay là làm lên nói cái gì hết trơn. Ừ. Chỉ cần bao nhiêu thôi. Chứ còn không cần cái gì nói. Cũng sống phải người tự sống tự lo thôi.
Có nghĩa là bây giờ chị cảm thấy cuộc sống của mình nó đi vào đường cùng và bế tắc. Bế tắc rồi. Không có tiền, dạ, không có tiền để mà chữa trị bệnh cho con gái của mình. Cả bữa đó là tôi điện chú Đạt là tiền đồ mũ tôi đã bứt rồi. Tôi nói thẳng một câu là tôi không còn để cái vốn đi mua đồ mũ luôn á. Nhưng cái vốn tôi thiếu ngoài hãng là 4-5 triệu bạc ngoài á. Con đau ăn tiền nhà tiền cửa có tiền đồ mũ này đâu có đủ sống. Là tôi con đường bế tắc rồi, tôi mới nói con ơi điện thí chú cô trên tôi thấy con điện thí đi. Chú này là chú 11 rồi mà được người ta giúp đỡ được 13 mười mấy người đó, tôi điện kêu gỡ hình qua xong người ta biến, gỡ hình qua xong người ta mất. Không liên lạc luôn. Điện thoại người ta gửi. Gỡ định vị luôn. Gỡ định vị cái máy điện thoại của cô bên này luôn, nhưng người ta điện đến 13 người rồi. Giờ không may đến. Là cuối cùng tôi nói thẳng ra tôi cũng không hy vọng nữa. Mẹ con tôi mới nói cái mẹ nó điện thí đi con, người ta giúp được mình vẫn mang ơn cái coi như thế nào. Bữa đó điện là tôi rất là mừng. Tôi nói thẳng tôi rất là mừng. Ngày tôi đi là tôi mượn tiền tôi dẫn con tôi đi làm giấy tờ trên quê. Tại đây là mình không có cái hộ khẩu ở đây, người ta không làm cho mình, bắt phải về quê chảnh làm cái giấy cho nó, đặng nó về nó nộp công ty. Nó là ngày điện đó tôi nói với con quá mừng rồi con ơi, được người ta giúp đỡ mẹ con mình rồi. Tôi nói thẳng một câu, tôi rất khổ, tôi mới điện xin cộng đồng mạng, cho thật sự nếu tôi mà có khả năng, tôi bao giờ tôi xin, có lắm lúc người ta giúp, cộng đồng mạng giúp tôi, nhiều người ở đây vẫn ghét tôi. Tôi nói thẳng một câu, nhiều người ghét tôi, 2-3 người lắm đó. Tại vì kêu tôi điện giúp cho người ta mà tôi không giúp, tôi nói bản thân tôi đâu không xong, thì tôi giúp cho ai mà trong khi giúp họ, giúp cho họ thì họ không có làm ăn. Thì chị em nào cứ coi trên mạng được, cứ điện cho người ta lại giúp mình. Chứ còn chuyện của tôi lo không xong tôi nữa. Cho nên là người ta ghét tôi là từ chỗ đó. Bây giờ em không muốn chia sẻ vấn đề riêng tư như thế này nữa. Chị muốn nói lên thì tụi em sẽ đăng những cái đoạn video clip như thế này lên. Tuy nhiên thì chắc có lẽ là khi đăng đoạn clip này lên thì rất là nhiều cô chú anh chị xem được trong và ngoài nước. Và đăng đoạn clip này lên có thể là anh em dòng họ của chị cũng xem được. Có xem. Và tôi xem luôn mà. Tụi em đăng á là muốn chia sẻ về cái câu chuyện của một người mẹ gồng gánh hai người con ở trong một cái căn phòng trọ ọp ẹp với một cái nghề gọi là nhặt phế liệu. Tụi em không muốn xem vào những cái câu chuyện nó riêng tư cá nhân và những cái câu chuyện gia đình của mình nhiều quá. Và vì sao tụi em phải chia sẻ một cái đoạn thoại ngắn của chị? Là chị muốn gửi gắm đến em của chị, những người mà gọi là dòng họ của chị á, một lời nói rằng là công việc của ai nấy làm, công việc ai nấy làm, cuộc sống mỗi người nó mỗi khác nhau. Vì chị và hai người con của mình bế tắc quá nên mới nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng. Thì rất mong là những người em, những người anh của chị á, khi xem đoạn clip này cũng thông cảm cho tụi em. Tụi em cũng là những người kết nối với lại Mạnh Thường Quân để mà chia sẻ những cái thước phim như thế này, là chứ không vì một cái mục đích nào khác cả. Và chắc có lẽ là bây giờ thì cũng khá là dài, thời gian khá là dài để mọi người có thể tìm hiểu thêm về cái cuộc sống trong cái căn trọ của mình. Và cũng như thông báo cho mình về cái thông tin như vậy để mình có sự chuẩn bị. Còn bây giờ thì em xin chúc gia đình mình sức khỏe dồi dào nè, cũng như là thời gian tới sẽ gặp được nhiều may mắn hơn. Nhưng mà trước khi kết thúc đoạn clip là tự nhiên em chợt này nảy ra cái ý tưởng như thế này nè. Rồi thời gian tới người ta đến rồi mình có tiền để mình mua gì mình chuẩn bị để cho người ta đến không? À, không có thì mượn chồng sớm này chứ có gì đâu. Mượn chị em cô bái thì cây với nước này nè. Không phải ăn chứ đi xa mà. Không, cũng phải mua vịt nấu cháo đồ đãi cô chị em đồ, nhưng mà cái không có thì qua có cô bên đây mượn đỡ. Mượn nhiều. Mượn ít trăm ngàn vậy đó chứ mua con vịt 300. Mua con vịt rồi mua đậu xanh đồ, mua gỏi, mua đồ, bắp gỏi, mua trái cây. Đó. Đâu không chứ có... phải mua trái cây đồ đã chứ đâu phải trái cây không. Để đâu không có cái gì đúng nói... không? Ngày này em sức của em gửi cho chị 500 này, chị mua chị đãi ta đi. Này phần của em. Rồi cảm ơn. Để thôi mà khách lên không có tiền rồi không Nhi nói là thôi cứ đãi trái cây thôi ăn người ta ta đói bụng rồi sao? Hả? Mua vịt nấu cháo. Có thể là chị bụng mua rồi. Một con vịt nấu cháo với lại mua trái cây. Mua ít thịt mình kho với lại nấu cơm là được rồi. Ít thịt ba gỏi á. Tính nấu cháo vịt bắp gỏi. Với lại thịt gì đó cái mình kho mặn. Với lại mình ăn cơm là được rồi.
Với lại mua trái cây chắc đủ mà. Dạ. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại nha. Dạ. Cũng như là cô chú, cũng như là anh chị ở Cà Mau xem thì cũng hiểu thêm cho hoàn cảnh của chị. Xin chào và hẹn gặp lại.